tử vi tuổi Mậu Tuất 1958 tháng 7 âm lịch. Chào mừng quý gia chủ đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, các nhà tư tưởng triết học thời cổ đại đã tìm ra mô thức cho việc xác định những nét chung của tính cách, giải đoàn số phận của con người thông qua việc nghiên cứu mối tương quan giữa con người và tự nhiên, các quy luật âm dương ngũ hành. Vậy thì quy luật ngũ hành, tử vi cát hung nạp vận hung cát của những gia chủ tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 trong tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu 2021 sẽ diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị hãy lắng nghe những lời khuyên của chuyên gia phong thủy hàng đầu của Hiệp hội Phong thủy trong video ngay sau đây của chúng tôi. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi cho quý gia chủ khi liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ Mậu Tuất trong tháng 7 âm lịch năm 2021. Người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 mệnh Bình Địa Mộc là người thành thực, trung hậu và có hiểu biết rộng. Đây là người có tinh thần chính nghĩa, không ngại khó khăn khi giúp đỡ mọi người. Họ cũng sẵn sàng hy sinh lợi ích của bản thân nếu cần thiết và vì vậy họ được nhiều người tin tưởng, yêu mến. Người tuổi Mậu Tuất có thể trở thành bạn bè hoặc cấp dưới đáng tin cậy. Họ cũng có khả năng chịu đựng khó khăn, gian khổ. Khi đã xác định được mục tiêu, họ sẽ tiến lên không ngừng nghỉ. Họ có khả năng hợp tác với người khác để làm nên sự nghiệp chung. Gia chủ tuổi Mậu Tuất là người có năng lực làm việc, nhưng họ không phải là người có tài ăn nói. Tuy cũng là người không thể giữ yên lặng trong thời gian dài. Vì không có khả năng biểu đạt nên họ thường chỉ có thể nói rất thẳng thắn ý kiến của mình về mọi việc. Nếu không làm được như vậy, họ sẽ cảm thấy rất cô độc. Gia chủ tuổi Mậu Tuất mong ước có một cuộc sống giản dị, bình thường nên họ không có nhiều tham vọng, không ham bon chen, lấy khoan dung độ lượng để ứng xử, lấy khiêm cung trọng hậu để đối đãi với người khác. Xem tử vi tháng 7 năm 2021 Tân Sửu cho gia chủ Mậu Tuất sinh năm 1958. Tháng này vận trình không thực sự tốt trên nhiều phương diện. Ở tuổi của mệnh chủ, sự nghiệp hầu như đã bỏ lại phía sau lưng. Những người còn đi làm cần chú ý đến sức khỏe của mình. Tuổi tác cùng áp lực từ công việc sẽ khiến bản mệnh mệt mỏi vô cùng, ảnh hưởng đến sức khỏe. Hãy dành thời gian nhiều hơn để quan tâm đến gia đình. Người tuổi Mậu Tuất khá chủ động trong chuyện tình cảm, mệnh chủ sẵn sàng bày tỏ với người mình yêu, không ngần ngại e dè. Thời điểm này, đào hoa của mệnh chủ vẫn còn. Xét về đường tài lộc, tài vận bản mệnh khá ổn định, không cần lo lắng nhiều. Có điều hãy lập kế hoạch chi tiêu khoa học, suy xét linh hoạt mọi vấn đề, chớ hoang phí quá mức, cũng chớ tiết kiệm đến hà tiện mà tự khiến mình chịu khổ. Mộc dương thổ gặp bính dương hỏa nên được gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết mất khí. Nên trong tháng này, gia chủ tuổi Mậu Tuất cần hết sức chú ý, cẩn thận trong mọi công việc. Một chút sơ suất có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông đổ biển. Gia chủ cần chú ý tiểu nhân ganh ghét, quấy phá công việc cũng như gia đình mình. Bên cạnh đó, trong năm 2021, gia chủ Mậu Tuất nằm trong bộ tứ hành xung, thìn, tuất, sửu, mùi nên phạm phải thái tuế. Ngày xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô hỷ át hư họa, ý chỉ thái tuế đào đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Chính vì vậy, thầy Gia Cát vì gia chủ Mậu Tuất nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho tuổi Mậu Tuất. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh phong thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình gia chủ tuổi Mậu Tuất trong tháng 7 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Về sự nghiệp, hầu như mệnh chủ đều đã nghỉ hưu hoặc chỉ còn một số ít đang tiếp tục làm, nên may mắn về sự nghiệp gần như không có. Những người tự làm chủ cũng không còn vất vả với kế hoạch, dự án nhiều. Đến tuổi này, việc mệnh chủ cần làm là quan tâm đến sức khỏe, dành thời gian chăm lo cho gia đình.
Với mệnh chủ vẫn còn đang đi làm, trong tháng này, bản mệnh thường trở nên khá nóng nảy, cảm xúc lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng đến sự nghiệp. Mệnh chủ sẽ nổi nóng vì những việc nhỏ nhặt, khiến quyết định đưa ra trở nên vội vàng, thiếu chính xác, gây ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công việc. Con giáp này tự lực cánh sinh, chủ động trong công việc của mình, chứ không chờ đợi bất cứ ai, cũng không mong chờ được giúp đỡ. Thay vì nói tôi không thể để thoái thác trách nhiệm, thì mệnh chủ luôn tìm cách để hoàn thành nhiệm vụ được sao. Trong tháng 7 âm lịch, với những diễn biến giúp công việc khởi sắc, mệnh chủ sẽ có nhiều cơ hội. Tuy vất vả, nhưng bản mệnh sẽ luôn đạt được những điều mà mình mong muốn. Đặc biệt trong thời điểm này, chuyên gia phong thủy khuyên mệnh chủ hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất. Năng lực tam hợp khí của phòng đã thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, chiêu tài lộc, cát lành, tận và may mắn về cho mệnh chủ. Đồng thời khi mang vòng tay bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ công việc hanh thông, phát triển. Quan hệ công việc dần tốt đẹp hơn, tâm trạng cũng vì thế cũng bớt tiêu cực. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Trong tháng 7 âm lịch, tài lộc của người tuổi này không có nhiều điểm sáng. Những người làm công ăn lương cẩn thận với công việc mình phụ trách, tránh gây ra sai sót, ảnh hưởng đến tập thể, thu nhập cá nhân. Nếu làm đầu tư, kinh doanh, bản mệnh cần suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Với những người làm kinh doanh buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Thời điểm này, bản mệnh thì sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Mệnh chủ biết cân đối, thu chi, không tiêu pha hoang đàng, quá đỗi, lại luôn hướng tới cuộc sống ổn định, nên thường sẽ tiết kiệm, có khoản dự phòng cho tương lai. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, vòng tay tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất. Dùng hóa giải xung sát, chờ mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến âm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Cảm xúc bản mệnh lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng ít nhiều tới chuyện tình cảm. Người đã lập gia đình không dành nhiều thời gian bên nửa kia, khiến đôi bên trở nên xa cách, thiếu sự thấu hiểu, khiến số lần chiến tranh lạnh nhiều lên trông thấy. Tháng này, mệnh chủ sẽ có một chuyến đi xa, đây là cơ hội để gia đình thêm gắn bó sau những sai lầm, cãi vã thời gian trước. Hãy tận dụng thời gian này bên cạnh người thân của mình. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Trong tháng 7 âm lịch, sức khỏe gia chủ Mậu Tuất không có điều gì đáng lo ngại. Chỉ có điều, tinh thần mệnh chủ không được tốt. Mệnh chủ gặp phải chuyện buồn trong vấn đề tình cảm. Hãy nhanh chóng thoát ra khỏi cảm xúc đó, lấy lại tinh thần, tiếp tục tiến tới mục tiêu. Tuy nhiên, tử vi tháng Bính Thân nhắc nhở mệnh chủ trở nên âu sầu, lo lắng vì những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh, vui vẻ. Tuổi này mệnh chủ, sự nghiệp hay tiền tài không còn là nỗi lo lắng hàng đầu, sức khỏe mới là điều quan trọng. Thời trẻ mải mê với công việc, lúc này chính là thời gian để mệnh chủ nghỉ ngơi, hưởng thụ thành quả lao động của mình. Chế độ ăn uống hợp lý, các bài tập thể dục phù hợp với độ tuổi sẽ là những bài thuốc hữu ích nhất. Gia chủ tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng theo tuổi gia chủ Mậu Tuất sinh năm 1958. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh phong thủy Gia Cát xin chia sẻ ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 7 âm lịch, để gia chủ tuổi Mậu Tuất có thể nắm rõ, tránh những trường hợp không may xảy ra. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Tháng 7 âm lịch bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, kết thúc vào ngày 30 tháng 7, từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 dương lịch. Tháng Bính Thân, nạp âm Sơn Hạ Hỏa, tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tí, thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ, tuyệt mão. Đối với người tuổi Mậu Tuất trong tháng 7 âm lịch cần tránh các ngày. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 5 tháng 7, tức ngày 12 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, nhâm thìn, nạp âm, trường lưu thủy.
thứ hai ngày âm lịch 17 tháng 7, tức ngày 24 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, giáp thìn, nạp âm, phúc đăng hỏa. Thứ ba ngày âm lịch 29 tháng 7, tức ngày 5 tháng 9 dương lịch, nạp giáp, bính thìn, nạp âm, gia trung thổ. Đây là ba ngày không được cát lành khi tính theo tuổi mệnh chủ Mậu Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn kích công danh tài lộc, tình duyên, gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đồng thời nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để gia chủ Mậu Tuất tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là thời điểm tốt để có thể thực hiện công việc. Thứ nhất ngày âm lịch mùng 4 tháng 7, tức ngày 11 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Tân Mão, nạp âm Tùng Bách Mộc. Thứ hai ngày âm lịch 16 tháng 7, tức ngày 23 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Quý Mão, nạp âm Kim Bạc Kim. Thứ ba ngày âm lịch 28 tháng 7, tức ngày mùng 4 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Ất Mão, nạp âm Đại Khí Thủy. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ tử vi chi tiết của gia chủ trong tháng 7 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.